Xin chào anh em, chào các bác nhé. Thì tiếp tục sáng hôm nay em bắt đầu test sản phẩm để gửi cho các bác lên đường nhé. Thì đây là con Amly Lukman 68A đẹp keng ha, để gửi cho bác khách thân quen ở Nha Trang. Thì em test xong là em đóng gói gửi xe Phương Trang cho anh luôn để anh kịp nhận ngày mai anh chơi nhé. Rồi con này thì như em đã nói ha, con 59 đẹp cỡ nào thì nó đẹp muốn hơn con 59 luôn nè. Đây, em xem kỹ nha, giúp em nha. Những cái kẻ này không có một miếng tan giờ luôn, đa số những cái kẻ này là chuyên gia bị tan này, mà con này không có, giống như con 58 vừa rồi, đẹp đến như vậy ha. Đó, nút bọng màu sáng giới luôn. Đó, máy móc trong là đẹp như mới anh em nha, khỏi lo. Bốn tụ màu hồng là anh mới biết rồi, tụ mắc tiền đấy. Rồi chân nắp phía sau đây hơi tối chút nữa anh em thấy sáng giới nha. Đó, rồi con em có điện thoại nha. Rồi thì đối với con này thì cũng như con 59 thôi, vì em test âm ha, thì em ghép nó với đôi lò JBL 65 Dubai để anh em nghe nha, nghe thử nha. Con này thì tiếng nó ngọt ngào anh em nhé, rất là ngọt ngào, sò sát Hitachi chậm rãi nhẹ nhàng. Rồi em đi kết thúc anh em nha, thì em cũng test nhanh để làm những sản phẩm khác nha. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.